chúng ta sẽ chuyển sang học một chức năng nâng cao của Excel đó là chức năng macro macro là sao macro là giống như là một cái máy ghi ghi lại những hành động mà chúng ta làm trên Excel sau đó phát lại những hành động đó giống như là chúng ta cùng một thao tác mà chúng ta thực hiện nhiều lần giống như nhau thì chúng ta không phải tốn thời gian để thực hiện lặp đi lặp lại mà chúng ta sẽ dựa sử dụng macro để nó ghi lại những cái thao tác đó và chúng ta gán nó vào một cái nút bấm để khi mà chúng ta bấm cái nút đó thì nó thực hiện lại hàng loạt các hành động mà chúng ta đã đã ghi như vậy thì cách sử dụng macro như thế nào mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ứng dụng vào cái hóa đơn tính tiền này luôn ở đây mình ví dụ bạn 6 tính tiền là là hai sản phẩm hai sản phẩm ví dụ như thế này đi số lượng là 2 3, và và ba được chưa thì khi mà chúng ta tính tiền cho bằng khác ví dụ như tính tiền cho bằng 8 đi thì chúng ta phải phải xóa xóa sản phẩm đúng không xóa sản phẩm xóa hai cái sản phẩm này đi và chúng ta xóa số lượng có nghĩa là chúng ta phải thực hiện là xóa hai cột này là đi để chúng ta nhập lại dữ liệu mới đúng không như vậy thì cái thao tác này mỗi lần mà chúng ta tính tiền cho bàn khác thì chúng ta phải thực hiện bôi đen, xóa, bôi đen, xóa, hai cột. Như vậy thao tác này đã được lập đi lập lại nhiều lần. Như vậy thì làm sao để chúng ta tự động hóa, kích chuột là tự động xóa luôn chứ chúng ta không phải không phải xóa thủ công. Thì chúng ta sẽ thực hiện macro trong Excel bằng cách các bạn làm cho mình những bước như sau. Đầu tiên các bạn muốn kích hoạt macro thì các bạn sẽ vào cho mình bước đầu tiên vào File, Option. Các bạn sẽ chọn cho mình là Trust Center. Các bạn chọn tiếp cho mình là Trust Center Settings. Hay chưa? Các bạn chuyển cho mình cái thể là Macro Settings. Và các bạn chọn cho mình là Enable All Macro. Bây giờ cái mục cuối cùng này là cho phép tất cả các macro được chạy nếu mà các bạn không chọn cái này thì cho dù chúng ta tạo macro thì nó cũng không chạy được đâu nha bấm ok ok rồi vừa rồi chúng ta tạo xong cho phép macro bây giờ chúng ta sẽ đem hộp hộp thoại developer ra chúng ta vào cũng vào file luôn và chọn là option các bạn chọn cho tiếp cho mình là Customize Ribbon Đấy chưa, cái mục này và các bạn check vào cái mục Developer này Hiện tại nó chưa check, các bạn check vào Các bạn bấm tiếp là OK Thì khi chúng ta check vào cái mục đó thì ở trên cái menu của chúng ta xuất hiện thêm một cái menu nữa Đó là Developer, đấy chưa thì trong này các bạn để ý nó có là cái mục macro này yeah. và một số cái công cụ đến này thì một xíu nên mình sẽ nói một số cái công cụ nào mà chúng ta sẽ áp dụng đầu tiên chúng ta mở macro lên và ghi lại những thao tác mà chúng ta thường lặp đi lặp lại đó là cụ thể trong trong bài này là là xóa hai cục này đi đó là thao tác mà chúng ta lặp đi lặp lại xóa cột tên sản phẩm và xóa cột số lượng được chưa? Chúng ta record macro bằng cách chúng ta kích vào cái nút nút record macro này trong thẻ developer nha. Các bạn gọi chọn là đi record macro. Ở đây nó sẽ đặt tên mặc định là macro 1. Yeah. Và thường, là thì mình mình không có đặt tên ở đây, còn nếu mà các bạn thích thì có thể đặt tên ở đây là là xóa hai cột, ví dụ như thế đây. Các bạn bấm là là OK. Khi mà chưa các bạn bấm OK thì nó bắt đầu nó nó ghi đó, bấm OK. Thì ở trên này các bạn thấy nó đang là là ghi không? Rồi bây giờ nó đang ghi đó, bạn muốn mà thực hiện thao tác nào thì các bạn hãy thực hiện thao tác đó và nó sẽ ghi lại hết. Thì thao tác trong bài này mình sẽ là bôi đen cột này xóa xóa là các bạn có thể nhấn delete trên bàn phím hoặc là các bạn kích phải chuột chọn là clear contents yeah. là như nhau nha không được chọn delete này chỉ chọn cái này thôi clear contents có nghĩa là xóa dữ liệu trong ô đó bấm vào một cái và bôi đen tiếp cột số lượng kích phải chuột clear contents rồi chúng ta vừa theo thực hiện hai thao tác mà chúng ta hay làm đi lặp lại đúng không rồi các bạn bấm là Stop recording Được yeah. Dừng lại Vì đã ghi xong rồi Xong Chúng ta đã tạ, đã, đã ghi xong một cái macro Để kiểm tra thử xem thì chúng ta vào cái mục macro này Cái mục này nè Đấy chúng ta đã có một cái macro tên là xóa hai cột này nha yeah. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gán cho nó một cái nút bấm bằng cách các bạn là vào developer luôn. Chọn cho mình là insert bấm vào đây và chọn cho mình là cái biểu tượng là bút tông này hay là gọi là cái nút này rồi con trỏ chuột hiện dấu cộng các bạn giữ chuột và vẽ ra một cái nút đây ra vẽ một cái nút như này thôi thả chuột thì khi thả chuột thì nó hỏi mình là chọn cái macro nào để add vô cái nút này thì các bạn chọn là cái macro lúc nãy của mình đó so hai cột này bấm ok được chưa? Và mình có thể sửa lại cái test này đi. Sửa lại. Ví dụ như là làm mới đi. Rồi các bạn thấy cái nút này không? Đó. Rồi bây giờ giả sử bàn số 8 mình sẽ chọn là một vài một vài cái món đây mình ví dụ đi. Ở đây mình cho nó là ba món. Dạ. Rồi như thế là chúng ta đã tính tiền xong bài 8. Sau khi bài 8 bằng 8 tính xong, chúng ta tính tiền tiếp bài 9 thì thay vì mình bôi đen mình xóa thì các bạn chỉ cần kích vào nút làm mới này thôi. Kích vào. Lập tức dữ liệu được được xóa theo cái cách mà chúng ta đã đã làm sẵn, được chưa? Đã ghi vào cái macro này. Thử làm một lần nữa xem. Bây giờ với ví dụ bằng 9 đi. Mình tính tiền cho hai người rồi, cho 8 người, bốn, uh, mỗi món là bốn, bốn phần đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang bằng 10 để chúng ta tính. Xóa bản này bằng cách bấm kích vào nút làm mới. Để các bạn có thấy là nó sẽ ghi, nó sẽ thực hiện lại những hành động xóa mà chúng ta đã ghi lúc nãy không? Đó, đó là cách mà chúng ta sẽ sử dụng macro. Và bước cuối cùng, đây cũng là một bước quan trọng là chúng ta lưu lại cái file Excel này có chứa macro Đấy chưa? Khi mà các bạn nó kích kích vào lúc này á, thì nó hỏi này, nó báo lỗi như này này, nha. Mình bấm yes. Khi mà các bạn các bạn mở lên lần tiếp theo á, thì macro nó sẽ không nó sẽ không hoạt động. Cho nên mình cần lại lưu lại một cái file mới chứa macro. Mình cách chúng ta vào file Excel s chọn lại cái thư mục ha. Mình sẽ chọn lại cái thư mục ở đơn tính tiền macro và bước tiếp theo mình sẽ chọn ở đây ở cái mục là self star thai này các bạn chọn cho mình là excel macro enable yeah. m chọn cái mục này yeah. xlm yeah. xlsm đó chọn cái mục này vậy đó đúng một này mới được nha nếu mà các bạn làm xong hết macro mà không lưu lại với file này thì macro lần sau mở lên nó sẽ nó sẽ không có chạy được nha yeah. sau đó mình lưu lại rồi ok như vậy thì đây là một cái file tính tiền hoàn chỉnh hoàn toàn tự động mà chúng ta viết trên excel để giúp cho chúng ta à, tự động hóa tất cả những thao tác nhằm mục đích là chúng ta làm việc hiệu quả hơn nhanh hơn và nhẹ chuyên nghiệp hơn. Nếu các bạn thấy bổ ích, hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem, đồng thời nhấn nút đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.